tiếp tục chương trình khảo sát tuyến điểm châu Âu. Tại Paris, đoàn đến khảo sát tham quan một số điểm du lịch nổi tiếng với cây cầu Alexandre III. Đây là cây cầu bắc qua sông Seine giữa quận 7 và quận 8 thành phố Paris. Được công nhận di tích lịch sử, đây là một trong những cây cầu đẹp nhất thành phố. Cầu Alexandre III bắc qua sông Seine, Paris, Pháp. Cây cầu nối cung điện lớn và cung điện nhỏ ở bờ phải sông với điện Invalides ở bờ trái sông, địa điểm check-in nổi tiếng của Pháp. Mặc dù cầu Alexandre III được khởi công xây dựng vào tháng 5 năm 1897, nhưng trên thực tế, viên đá đầu tiên đã được Nga hoàng Nicholas đệ nhị đặt xuống vào tháng 10 năm 1896. Cây cầu là biểu tượng cho tình hữu nghị Nga-Pháp, được đặt theo tên cha của Nga hoàng Alexandre III. Tháp Eiffel, một địa điểm không thể bỏ qua khi tới Pháp. Đây là một trong những công trình nổi tiếng nhất thế giới. Hơn 100 năm nay, nước Pháp và thủ đô Paris gắn liền với hình ảnh Tháp Eiffel. Từ khi khánh thành cho đến nay, Tháp Eiffel đã đón khoảng 250 triệu lượt khách đến thăm. Đây là một trong những công trình thu phí thu hút nhất thế giới. Với kiến trúc độc đáo, Tháp Eiffel đã trở thành biểu tượng của nước Pháp xinh đẹp. Khi mà đi đến các cái nước ở châu Âu, mình thấy rằng là mọi người ở đây đi du lịch rất là đông. Dường như là mình cảm giác là không có một có dịch bệnh hay là những cái gì cản trở ở các cái điểm du lịch ở đây. Và bên Vietfood và Liên minh châu Âu họ cũng rất là chu đáo và họ cũng giúp đỡ các du khách ở tất cả mọi điểm du lịch. Và cái điều đó thì làm cho khách du lịch chúng tôi cảm thấy rất an tâm và cảm thấy rất là thoải mái trong chuyến đi này. Bảo tàng Louvre là bảo tàng nổi tiếng nhất thế giới với những người yêu thích nghệ thuật. Là một trong những bảo tàng lớn nhất và quan trọng nhất của thế giới. Bảo tàng trải dài ở 3 dãy nhà thuộc cung điện Louvre rộng lớn. Sau này, bảo tàng xây dựng thêm kim tự tháp bằng kính với dáng vẻ rất hiện đại, ấn tượng. Toàn bộ Louvre rộng 210.000 m², trong đó 60.600 m² dành cho trưng bày và được chia thành 8 khu. Ngoài 8 bộ sưu tập chính, còn một khu trưng bày lịch sử của chính cung điện và một bộ sưu tập nghệ thuật châu Á, Phi, Mỹ và châu Đại Dương. Bảo tàng có hơn 1 triệu tác phẩm nghệ thuật, trong đó 35.000 tác phẩm được trưng bày thường xuyên tại hơn 3 dãy nhà của cung điện trước đây. Bộ sưu tập của bảo tàng vô cùng đa dạng, từ thời cổ xưa cho đến giữa thế kỷ 19. Tiếp tục cuộc hành trình khám phá Paris, đoàn khảo sát đến với sông Seine thơ mộng. Nơi đây được coi là trái tim và linh hồn của Paris. Đây là lần đầu tiên mà tôi được đặt chân đến Paris và cảm xúc của tôi thì đúng như những gì mà tôi đã tìm hiểu qua sách vở hoặc là qua Internet thì Paris thực sự là hoa lệ. Hoa lệ và rất là nhiều cảm xúc. Có nghĩa là từ những cảnh vật đường phố cũng như là các cái công trình biểu tượng Khải Hoàn Môn hay là Tháp Eiffel thì đều là làm cho tôi cảm thấy là rất là hùng vĩ. Đấy ạ. Và hôm nay thì cũng được đi với đoàn đến đây khám phá và đang đi xuyên sông Seine thì mát, không khí rất là mát và lãng mạn ạ. Chuyến du lịch châu Âu và đặc biệt là hôm nay là trên cái dòng sông Seine này thì tôi thật sự là vui mừng và thật sự là rất là cảm động vì mình được đến tận nơi một cái đất nước mà bấy lâu nay là tôi rất là ngưỡng mộ về cái văn hóa của nước Pháp, từ kiến trúc cho đến hội họa và tất cả những cái lối sống của người dân Pháp. Đứng ở trên dòng sông Seine này, chúng tôi được nhìn thấy toàn bộ cái tháp Eiffel, cũng như là trước khi đến tháp Eiffel thì tôi đã đi cũng trên dòng sông Seine này, chúng tôi đã thấy được là thấy được cái bảo tàng Louvre và thấy được là thấy được là những cái giá trị văn hóa nó rất là trường tồn của đất nước Pháp. Trên du thuyền thường ngoạn khám phá những địa điểm nổi tiếng và những cảnh đẹp dọc hai bên bờ sông. Ngồi du thuyền là cách tốt nhất để thường ngoạn vẻ đẹp hai bên bờ sông rõ nhất. Từ trên thuyền, khách tham quan có thể hòa mình vào không gian thoáng đãng, màu vàng rực của nắng, màu xanh của nước và bầu trời cùng với những cây cầu bắc ngang sông cả 100 năm tuổi tạo nên một cảnh sắc rất đỗi riêng biệt của Paris
mà không có vẻ đẹp nào có thể thay thế được. Cảnh vật hai bên bờ sông Sen như một bức tranh sống động và đẹp lộng lẫy. Dòng sông Sen thơ mộng có chiều dài hơn 770 km, chảy qua nhiều địa phận của nước Pháp, nhưng nổi bật nhất là đoạn chảy qua thành phố Paris. Chỉ cần đi dọc bờ sông, bạn có thể ngắm trọn vẹn những gì đẹp nhất của kinh đô ánh sáng với những công trình kiến trúc đáng ngưỡng mộ.